chút như lời bác Khanh chia sẻ. Còn về cái giống dưa thì thật ra thì mình chưa biết được cái năng suất và cái sản lượng nó như thế nào, nhưng mà cái dòng dưa này nhìn là rất là khỏe mà không bị săn ngọn. Còn về kháng bệnh nữa thì nó hình như là giống dưa rất là tốt. Còn về năng suất sau này thì nếu mà nó đạt cái sản lượng cao thì cũng mong các bác đưa cái dòng giống này về đến cho bà con trong khu vực của Nòi Mai Sơn của mình. Đấy, mùa này anh trồng cái này là nó là đẹp rồi. Cái thời gian chúng ta là đây là nó lạnh. Nhưng mà anh có khóc cái này là gốc thì 3-4 cửa hạt thì đi rồi đúng rồi. Nhưng mà chỉ trồng một cây một thôi. Cây một cái vào về sau đi, anh trồng một cha còn 5 vào 10 gói nữa. Anh hỏi cái này cha này thì dưới 1 mét, nó là hơi dày đấy. Đưa đây, nếu mà anh ấy chăm sóc được như thế này thì kỹ thuật của anh ấy là đẹp. Ông này nhỉ? Đưa cũng không phải là bà. Cái dưa này nói chuyện chăm sóc thế này là nó là đẹp rồi, cũng không ai chê được. Nó chỉ vi phạm mật độ thôi đúng không? Chỉ vi phạm mật độ của nó thì thực ra là hơi dày. Cái diện tích đất của anh thì hơi hẹp một tí, cho nên anh trồng hơi dày. chia sẻ với tất cả anh em luôn. Đây thì cái đánh giá về cây dưa thì chúng ta với cái thời điểm này chúng ta lên đi sâu về cái quy trình kỹ thuật canh tác và cái bảo vệ cái sức khỏe cho nó. Thứ nhất là dinh dưỡng và thứ hai nữa là bảo vệ sức khỏe cho nó trong đúng cái thời kỳ. Thế còn cây trồng dày hay mật độ có dày hay thưa thì đấy là cũng lại chúng ta cũng phải làm, chúng ta cũng sẽ theo ý kiến của anh đóng góp thì chúng tôi cũng sẽ rút kinh nghiệm. Nhưng mà chúng ta phải nói với nhau rằng là cây mà để đảm bảo được trong cái thời kỳ khắc nghiệt thông qua một cái giai đoạn vừa rồi thì đấy là chúng ta lên đi sâu vào quy trình kỹ thuật canh tác. Thứ nhất là dinh dưỡng, thứ hai là bảo vệ sức khỏe cho cây. Cũng xin cảm ơn anh Khanh cũng vừa chia sẻ. Đây cũng là một trong những cái điểm mà chúng ta hôm nay gặp gỡ nhau, chúng ta nhìn nhận và chúng ta cùng nhau đánh giá và chúng ta cùng nhau rút kinh nghiệm và chúng ta cùng nhau xác định đón nhận những cái gì nó đúng đắn nhất để chúng ta đưa vào thiết thực mới gắn liền với đời sống sản xuất của bà con để nâng cao cái giá trị thu nhập. Xin trân trọng cảm ơn.